Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn ở Bình Dương nha mọi người. Đây là phần bao bì cũng như sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua trên Shopee cùng có hai sản phẩm, đầu tiên là một bánh kem xe. Giá bao nhiêu nhỉ? Hình như là 50 hay sao. Và cuối cùng thì bạn có đặt đó chính là một em ông già Noel cơ, nhưng mà mình bên mình hết á. Thì bạn có ok đội đồng ý là đồng ý đội một em sóc ông hạt dẻ nhé. Giá 47.000 đó mọi người, hơn tới 3k lận đó, nhưng mà không sao ha. Tình hình của bạn nó sao. Cảm ơn bạn đồng hộ sao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn ở Đồng Nai mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn, còn đây là phần quà mình tặng kèm cho bạn một trái trứng nha. Bạn đặt 16 em mini nha mọi người. Đầu tiên là một nè, một em donut. Tiếp theo là đây là Kuma, donut kitty, bánh mì, tai gấu, há cạo, đầu mèo rất là cưng ha, bánh mì, một em chân mèo 10.000, em tai thỏ này, một bánh hoa nhị, một chuối, một bánh đẹp có tai, một lát bánh mì, một trái thơm. Đấy, rất là nhiều mini xinh và giá rất là rẻ nha mọi người, không có mắc đâu mọi người ơi. Một em thỏ tím và cuối cùng là móc khóa mình tặng kèm nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Long An nha mọi người, đây là phần bao bì sticker mình tặng nha. Thì bạn mua một combo màu đỏ nè mọi người, mình báo cho bạn ngẫu nhiên. Đây, combo 4 em có giá là 40 nha. Tính ra là một combo màu đỏ bên mình hết đi mọi người, mà mình nhắn tin bạn ấy không trả lời nên là mình cố gắng phối, mặc dù nó hơi trùng xíu nha, bạn thông cảm với mình nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người, đây là phần bao bì sticker mình tặng ha. Thì bạn mua bên shop mình chính là một cái cốc cappuccino có lỗ nhẹ này, cuối cùng là một em Cinnamoro. Món này rất là cưng nha mọi người. Món này bạn đặt mà nếu như bạn nhận hàng thì là bên mình shop mình cũng hết sạch rồi ha, không có nữa. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Đồng Nai luôn ha. Đây là bao bì cũng như sticker mình tặng này. Bạn đặt bên shop mình đó chính là một shop ông dẻ này. Món này rất là cưng. Cuối cùng là một em chuỗi Galaxy ha. Cái món này mình nói là nó sẽ có khuyết điểm nha mọi người, mình có ghi rất là rõ ràng ở sản phẩm rồi ha, nên bạn nào mua thì cân nhắc giúp mình nha. Với lại mình cũng để giá rất là rẻ rồi. Đơn hàng của bạn là sao. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở An Giang nha mọi người. Thì bạn đặt giá bên shop mình chính là bánh kem xe ha. Món này thì bên mình cũng hết rồi nha mọi người, sẽ về thêm nhưng mà chắc là phải cỡ 1-2 tuần nữa mới về nha. Đó, đơn hàng của bạn đã xong nha. Cảm ơn bạn rất là sớm. Đơn hàng của bạn ở Đồng Nai nha mọi người, đó là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có đặt nhớ bên shop mình đó chính là một cái cốc cappuccino có lỗ nhẹ nha. Đấy, mình đang sale giá là 45 nha mọi người, nhưng mà đang sale cái cốc này còn 43.000 nhé. Nó có cái lỗ nhẹ ở phần tai, đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người, thì bạn đặt một combo. Tiếp theo thì là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người, bạn đặt bên shop mình đó chính là combo 3 cái. Đấy, khi mọi người mua ba cái cuộn tem cảm bao như này thì mình sẽ tặng một cuộn. Đấy, mình tặng cho bạn đấy một cuộn nên mình sẽ không có tặng thêm extra nữa ha. Đấy, mua ba tặng một rất là hời luôn. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì bạn đặt bên shop mình nó chính là một cái combo gồm 10 cái bao bì 15x20. Và cuối cùng thì bạn đặt đó chính là một combo lỗi 27.000. Rất là hời nha. Đơn hàng của bạn đã xong, tí mình sẽ đóng nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người, đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có mua bên shop mình đó chính là một em thu ủ đáy cá mọi người, mọi rất là cưng này, có giá là 44.000 nha. Và cuối cùng thì bạn đặt đó chính là hai cục washi băng keo nha mọi người.